Thanh thấy làm sao? Có nhiều sư phụ không? Nhiều thầy không? Lên máy ở đây có mấy thầy giỏi lắm hả? Bắt ma giống như là bắt ếch gì đó. Thầy thấy thầy sư phụ là nhiều nhất. Nhiều nhất. Đấy, nhiều thầy lắm. Ta có chùa, có nơi, có ban bệ, có ban nhà bếp. Ít nhất có ban nhà bếp mỗi thầy tới cũng phải 30 bà lăn sang làm giống như là không làm là một cái chuyện tội lỗi lớn lắm. Mấy bác ở trong chùa học nghiệp đó là cái hình bên của mấy ông đó cho tôi lăn sang cả mấy tuần mà nào mà xuống khóc thét khóc mấy mà còn mà thiên tấn kiệt này đi đâu mấy đệ tử cũng lên pháo ăn chơi với cả nhưng mà nó hữu hiệu quá không à còn mấy bà ở trong chùa cho bộ đã từng kinh nghiệm rồi. Mỗi lần mà khóa mà có ông thầy nào tới giảng thôi là cả từng lễ các bạn lăn xăng ngồi đi chứ đứng lâu nó mỏi chân á. Không rồi hả? Ngồi lên cái ghế được không? Lấy cái lo để nằm xuống cho lo này sắp dục rác rồi không? Nhưng mà trả về chủ rồi. Ở đây khó có dịp ngồi đây lâu lâu vậy đây nơi này là cái nơi linh thiêng nhất. Ngày đầu tiên khám phá cái đất này đó thì đâu có biết ông Hộp ở đâu. Cái ông về Cali ông nói chuyện thì ông chỉ cho Hộp mua cái miếng đất này, ông giải thích thế này nọ, cho nên ngày trồng tiền rồi biết bao lâu mới qua. Rồi hỏi chứ ông người ở đâu. Đối với con nhà của ông chánh thức mà ở đây hàng mấy trăm năm trước khi mình lập cái miếu, trước khi Long lập miếu ở ngoài đó, ông ở đâu đố mấy đứa biết. Ngoài đi ạ. Nhà ông đằng đó, ông đâu mà ở là chỗ cái cây đó, ông chỉ luôn. Cho nên hồi xưa mỗi lần ở chùa qua đó là đã tiệc ngay nhà ông. Cái sau này ông nói kêu về lúc đó nữa, thì lúc đó mỗi lần mình đã tiệc thì đông người vô đây, đâu có restroom. Mấy thanh niên vô gốc cây này gốc cây kia đó. Ông la, ông nói làm ô uế hiểu không? Ông đang đứng đây nè. Rồi chờ tới lúc mấy cái thằng làm nhà thầu này nè, nó xảy này nè, nó cũng y như kiểu đó. Thì sao ông bị ông cầm lên nhiều vụ đó. Nó tiểu tùm lum á. Bây giờ bớt rồi, giờ ông vẫn ở đây là chính. Nhưng mà giống như mình vậy thôi. Rồi mình có nhiều nhà thì bạn đi tới lui vậy đó. Okay, mấy ngày cũng vậy, con xây 100 cái miếng trong này, ổng cũng ở hết 100 cái. Nhưng mà cái nào ổng thích nhất mới là quan trọng. Nên bữa nay mình không phải là xây miếu cho ổng mà xây cái dinh. Lấy cái này sáng á, là perfect. Không có mái che hằng trước. Đập mấy cái bàn ghế đó, ở ngoài nó vô, ta muốn tâm sự gì đó rồi, cái người ta có cái bàn cái ghế, ta ăn cơm trước. Trời mưa mầm người ta cũng có thể ngồi đó được, nắng chang chang người ta cũng có thể vô cái dinh của ông được. Cái đó rồi thấy là được á. Khi ông có cái dinh rồi thì ông sẽ giúp phát triển cái mảnh đất này đẹp hơn. Người dân Houston cà gù cà gật của mẹ cũng từ từ bớt cà gù cà gật. Biết cà gù cà gật là gì vậy? Thì mặc áo chạng chạy vô trong chùa gặp mấy ông thầy này kia gù gù. Cái ông thầy nói cái gì đó, ok ngày mai thầy tổ chức vận động cái quỹ để làm từ thiện chỗ này nghe con. Gặp gặp dạ dạ gọi là gù gù gặp. Vậy mình biết nó gù gặp là mấy này biết.
đi về trời không lo đi về trời, về với Phật không lo đi về Phật. Thiên tâm đạo là đưa nhân loại về trời, một kiếp thoát luân hồi sanh tử. Nếu ai giữ tròn 12 giới luật, sư phụ giữ tròn 12 giới luật đó, tuy là đang là an tâm tịnh nhục, nhưng mà trong đó trên có nói con ra đời gieo duyên để cho sau này những người ngoại quốc. Cái quan trọng nhất mình tu dở, mình cũng đừng ăn con nhúc nhích, tam tịnh nhục được rồi, Costco portion. Còn khi mà mình ngồi thiền á, như kiểu Edwin á, ở cái level cao á, với lớn tuổi á, muốn không bị cholesterol á, thì nên ăn chay trường, nó nhẹ nhàng. Còn nhỏ nhỏ á, thì đứa nào ăn chay đường chay thôi, cũng phải giữ sức khỏe để đi làm chứ. Còn mấy họ thiên mà cần trách sanh này, thợ hồn rồi đó, thì cũng nên tam tịnh nhục. Bởi vì mình tu dở nhưng mà mình không có tạo nghiệp. Giống như cái nợ của mình hồi xưa mình không biết, mình mắc nợ 1 tỷ đi, thì hôm nay mình đừng mắc nợ nữa. Thì cái là mỗi ngày mình sám hối, thì cái nợ mình nó mòn mòn xuống, trả góp bớt, từ từ hết nợ. Còn hơn là ăn tay đi lại sám hối, rồi còn ăn tay tạo nghiệp á. Đa số là Phật tử là giác cái bao mỗi sáng đi vô chùa là tạo nghiệp nhiều hơn là tạo phước. Rồi cái đi vô đó gặp bạn đạo, mình ngồi bàn thờ, cái nó nói lúc trước tao dành nấu ăn cho thầy, mày dành tao nữa, hôm nay tao làm cho mày sần sự vài tiếng chơi thôi, sực sùi sực sụi vài tiếng, tức là bị depression á. Vô trong chùa nên nhớ nha, mình bình thường á, đó mình tỉnh táo, tại con người mình là chư thiên xuống trần. Mình có giác quan thứ 6, mình có cảm nhận, mình có cái sense trong người, mình cũng giống như cái alarm vậy, detect alarm vậy đó. Mình vô chùa mình đi ngang bàn thờ cái là thấy ớn ớn lạnh nè. Quý vị có thấy vậy không? À mình chưa tính nữa. Cái đi về nhà cái tự nhiên cái thấy quậu, thấy mặt chồng, con cháu mình thấy ai quắc ghét là nó đó, nó tấn công mình rồi đó. Thì là do bạn đạo mình đó, nó ngồi bàn thờ trước mình. Thôi giờ vô chùa Phim Anh nó nhìn trên hình, ồ hồi xưa bà đọc kinh ngồi gần tôi nha, bà hồi xưa cũng tốt với tôi á, hay mời tôi ăn đoạn nghe lên đây á. Có ông thầy Vinh Linh Nhẫn á, phó chủ trì, à ông hồi xưa hay la tôi á, làm gì có thượng đế chú Kiệt, mà có Phật A Di Đà thôi, tối ngày ông cứ đi vòng mộ ơi, giảng sanh mà kỳ này tôi nhất định về tôi sẽ giảng sanh. Bây giờ ổng đâu có giảng, ổng là người chứng minh, ổng là con ma trong chùa Phi Minh á. Cho nên ai mà vô chùa lên ngủ, thấy có thằng ông mà mặc áo vàng mà rồi cái có cái có miếng viền đỏ đỏ là ổng á. À, đi với Phật A Di Đà ổng đi, mà còn đi còn vẫn tiếp tục làm phó chủ trì chùa Phi Minh. Cho nên giảng sanh là không có thật. Chỉ có thật khi những vị mà có nguyện lực xuống trần. Nhưng mà thượng tiên quá rồi mấy vị lớn, ngày Quảng Khâm, ngày mấy vị lớn lớn có một lần vô hỏi thời này, thời mà pháp này có bao nhiêu người được giáng sanh, chỉ có 2 người nước Việt thôi. Nhưng mà ở bên kia ai mà gần chết cái để lên cái bắt đầu kêu đóng máy phim tới quay giống như giáng sanh thiệt vậy. Đó là chỉ đóng phim giáng sanh chứ không phải là giáng sanh thiệt. Sư phụ có người hỏi con là nếu mà sư phụ nó không có giảng sanh thì cái hạnh nguyện của 48 hạnh nguyện của Phật A Di Đà thì đó làm sao hả sư phụ? Sư phụ đang nói có mà. Nhưng mà những người có nguyện lực lớn, con có thể về cõi trời, tất cả chúng ta ngồi đây đều lập một cái cõi riêng. Cũng y như thế gian, con có tiền, con mua miếng đất, con ô bình cho người ta vô đất của con sống để mà gì trong đó thì là một cái cõi đó. Chứ không phải không có nghĩa là giảng sanh là Phật A Di Đà không có nguyện lực về cái lãnh thổ của tôi sẽ lo cho quý vị. Thì cái giảng sanh nó vậy, Phật A Di Đà có nguyện đó thì có, nhưng mà được về trên đó với cái tâm thế gian vẫn còn sân si hỗn độn, lên trên đó là tưởng, mà mình tưởng cái gì nó hiện ra trước mặt,
lên cho đó hàng tỷ năm chưa thành Phật. Nó không có xuống thế gian nhưng mà phải tu tập. Ban ngày chỉ chui vô bông sen núp ở trong đó. Rồi cái mỗi ngày giờ học nó ra mà hàng tỷ năm. Bây giờ xuống đây một cơn gió thoảng là 100 năm chịu khổ. Tu theo kiểu thiên tâm để mà thành Phật thiệt. Nó lẹ hơn và hữu hiệu hơn. Thay vì nằm trong cái nhân học học sen đó. Mà nhà là vô đó cũng giống như vô cái boarding school vậy đó, trường nội trú vậy đó, chứ không phải là thù nó không có, nhưng mà không có ai được qualify hết. Mấy ông tin lấy cái này đi hỏi mấy ông thầy trên online, mấy ông ngồi hồi xưa sư phụ chùa cho hụt mấy ông hòa thượng lớn, mấy ông nói không có đâu không. Cái sư phụ mới buồn, sư phụ nói vậy sao mấy ông không lên trên mạng nói là chuyện này không có đi. Nó nếu mà nói thì tăng đoàn với giáo hội người ta sẽ tẩy chay, cho nên cũng là không có cái dũng khí để mà nói sự thật. Sư phụ là nói sự thật, không ai giảng sanh. Chỉ có giống như siêu là đi đâu, giống như là những người mà thân nhân cùng sát phạm sư phụ. 8 người trong họ Ngô, sư phụ chỉ đặt tên là Thiên, đặt ông già của sát phàm tên là Thiên này, Thiên Sến, Thiên Hoa, rồi mấy người anh bị chết rồi. Rồi lúc đó nhờ mấy ông rồng dẫn đường, phải có người dẫn, tại vì bên không gian nó bao la lắm, ma quỷ dạ xoa tu la củ quyền nó lôi kéo, thì mấy ông chỉ đưa về cõi trời đây mình nhìn thấy là Tứ Thiên Dương, trên đó có trường đại học. Thì lúc đó mấy vị chỉ được đưa về đó thì gọi là giảng sanh thôi. Cho nên thụ có ông anh thứ ba đó, ngày ông mất là thụ biết trong 3 ngày ông sẽ chết. Thì lúc đó năm mấy tờ 14 hay gì đó, sư phụ sư mẫu mới đi về bển. Thì ông nằm đó trước khi ông chết, ông lấy hết quần áo ông đốt. Cái cả nhà ông đang mạnh nhân sẵn nha, ông tự nhiên ông gom hết quần áo ông đốt. Cái ông khoan nè thịt kho trứng, tại ông ở nhà riêng thụ xây cho ổng. Ổng là ông anh thứ ba, ổng tuổi con gà, không biết vợ nhiêu, con gà nhiêu tuổi, sáu mấy. Mà ổng sống rất là hiền, ổng không có gì, thụ gửi về lần 10.000, 5.000, ổng xài ngày một. Biết xài gì không? Ổng đi vòng vòng mà chợ ổng thấy ai nghèo là ổng cứ cho mà. Mà ổng không tu, không từng đọc cuốn kinh nữa. Ổng làm vậy đó, mà thụ thương ổng lắm, ổng hiền khô à. Thì cái ngày ổng chết, ông nằm đó, ông nằm rồi cái bà chị sư phụ là người tu mà, bà là chủ trì chùa, hiện giờ có 5 cái chùa của hệ các bác sĩ là bà làm chủ trì đó, cũng mấy chục đệ tử á, chị kế sư phụ, tên là sư cô Nê Nhung, cái đem hết mấy bà chủ trì của mấy chùa hả đến đọc kinh một đấu, cái nhưng mà người ông ấm nghe, mặt hồng hào, không có giống như người chết vậy mà ông còn cười nữa, chết mà còn nằm nè. Cái hộ vừa xuống máy bay tăng đi nhất, cái hộ đi về nhà, cái mấy vị mới kêu lấy cái bông huệ á để ngực ổng, cái qua Việt Nam mà qua huệ đó, rồi cái hộ mới lấy nước cũng gãy gãy như vậy đó, gãy gãy lên người ổng, vậy mà ổng cười với hộ một cái, chết 3 ngày vậy mà còn gắng cười vậy nè. Tiếng lắm. Cái mấy bà sư cô quản hồn. Trời ơi, tôi đọc kinh linh quá, mấy ngày tôi hộ niệm cho cậu thọ được giảng sanh. Như vậy này sư phụ có nói cái clip cũ rồi. Bển có nghe chuyện này. Người xong thấy là ổng cười là ổng bye bye á. Rồi cái ổng mới nói lại, ổng nói 50 năm sau ổng sẽ chở, ổng sẽ tái sanh, ổng sẽ được đi về trời thật sự. Lúc đó là nhưng mà cái này là sư phụ guarantee không phải giảng sanh, là sư phụ biết ông đi về đâu, đi cõi Tứ Thiên Dương thôi, chứ ông làm gì mà được về cõi A Di Đà hay là cõi của cha của sư phụ. Ông nói 50 năm sau tôi sẽ trở lại đầu thai làm gia đình nhà họ Ngô trở lại để mà như là cảm ơn cái công đức này của thái tử. Lúc đó ông không có kêu sư phụ là em nữa mà kêu là thái tử, tại ông chết rồi mới biết. À, thì ổng có hứa rồi đó, mà bữa giờ ổng chết nhiêu ta, 10 năm rồi đó, còn 40 năm nữa coi đứa nào trong họ Ngô đẻ ra là chắc ổng.
Nhưng mà cái buồn cười chỗ này á, là mấy bà hộ niệm á, trời ơi linh quá, giáng sanh. Ông này ông hồng hào, trước khi ông chết ông còn đi đốt quần áo, ông còn kho nồi kho thịt. Cái nhà của ông bình thường á, ông dục tùm lum, ông làm vệ sinh sạch sẽ, rồi ông còn đi tạm biệt từng người nữa. Nhưng mà giờ biết ông chết, con thấy lạ không? Chứ không phải những cái hiện tượng giảng sanh là không có, nó có, nhưng mà nó không phải là như mà cái kiểu mà thế gian ta tưởng tượng. Nó chỉ là không có đi xuống địa ngục, không có đầu thai làm người, không có vô ba đường ác, là phước rồi. Sư phụ, vậy cõi A Di Đà là có thật, mà làm sao để chúng sanh đủ qualify, đủ cái tiêu chuẩn để mà về cõi A Di Đà hả sư phụ? Không ai qualify hết, no one. Khi ông về trên đó đó thì cũng phải đi học ở trên đó, mấy vị Bồ Tát, mấy vị tiên trưởng á, tiên có quyền năng á, dạy chúng ta tiếp. Chúng ta xuống đây học, chúng ta mang thân người là học khó hơn, vì thân người nó bị giới hạn, vừa bịt mắt bịt tai, tức là không có thần thông gì hết, rồi giờ còn phải lo cái bao tử, rồi lo miếng ăn, rồi lo chỗ ở, rồi cái ăn cái mặc, nên chúng ta tu khó hơn trên trời. Nhưng mà chúng ta nếu mà chỉ cần thay đổi về chót á, thì chúng ta sẽ giống như người trên trời tu hàng tỷ năm á. Cho nên cái chọn lựa cuối cùng dẫn nơi đây là thiên đàng, mang sắc phàm là cực kỳ quý báu. Mấy vị nói thụ hồi từng rồi nói là lên trên mạng nói cho mọi người, mang thân người mà về chót mà quay đầu lại với Phật á, cha đó học Phật á, chứ không phải như bên Công giáo là khó giảng sanh. Có ngày cái ăn mấy con sống không, never. Cho nên Chúa ông nói ai sau này ông cứu con của ông á, là cứu bằng cách là ông đưa ra cái đạo mới, thì phải làm theo đúng, chứ không phải ở cái gì bên kinh Khải Huyền nói là những người chết sống lại á, thì là có, là tại vì khi mà người bên kia chết á, họ cũng có những cái dòng hồn như họ thấy đó, họ tụ vô những cái dòng sông cả nghìn người hàng tỷ năm, cái hồn nó thành nhẹo nhẹo luôn à, nó không có như cái hồn của mấy người mà tụ ở cái cây mình còn thấy bóng tụ không, tại vì ở dưới nước rồi họ đông quá đó, họ nhẹo 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 vậy đó, giống như sinh gom vậy đó à, thì nằm ở đó để chờ Chúa tái lâm để mà đem họ trở về. Mà Chúa tái lâm đâu phải muốn đem ai đem, cái đó gọi là sàng lọc về chót thời tận thế. Cái thằng hồn nào trong lúc chết phải tiếp tục đi làm chuyện tốt, có nghĩa là tiếp tục đi giúp những người dương, những người sống được may mắn này, được thuận lợi kia. Chứ còn những cái thằng hồn mà bên mấy cái đạo đó mà chết rồi còn ham ăn, còn sân si, còn đi về nhà với con cháu, còn dành ăn với con cháu, còn trừng phạt con cháu, rồi còn đòi ăn đầu heo quay, còn đòi này kia, có những nhân hồn vậy, con nghĩ Chúa có cứu nổi không? Sàng lọc không phải là sắc phàm, sàng lọc là sàng lọc với thần hồn. Cứ chết nằm đó đi 2000 năm chờ ta trở lại. Đó là kinh Công giáo có nói, nhưng mà ngài nói là chúng sống lại có nghĩa là nằm ở dưới gốc cây, nằm ở dưới một cái bụi xó nào hay cái miễu quan nào á, rồi ở đó chơi đi con mấy nghìn năm, rồi chờ ta trở lại ta đưa cái đạo mới. Cho nên sư phụ không phải chỉ có người phàm là đệ tử, mà trong cõi vô hình á có hàng tỷ hàng triệu á. Bởi vì nói và đa số tất cả những người Covid cũng là đệ tử của sư phụ á, tại họ chết họ biết họ quy y. Cho nên mỗi lần mình cúng trên Thiên Long Sơn á, ở dưới á, trời ơi ông chân thần như mấy vị nói quá trời luôn, họ tới họ bu, mà bu ở ngoài chỗ cái sân góp á. Lâu lâu á họ mới nói là lâu lâu mình thỉnh cha về núi á, với mấy chị vị về núi á, là họ ở dưới đầy hết luôn. Chết là mất tự do đi 99% mất tự do, cứ đi theo đàn thôi. Bên đó là sẽ không còn phân biệt giàu nghèo. Bill Gates cũng giống như cái thằng Homeless vừa chết, hai thằng giống nhau. Nhưng mà thằng Homeless á, lúc mà nó sống nó không có gì, thì khi nó chết thì thân nó vô thường thì dục bên. Còn Bill Gates chết thì phải làm đám tang đồ lớn, cái đó chỉ là hình thức cho người đời. Nhưng mà khi hai thằng có tội, chưa chắc là cái thằng Homeless có tội nhiều ông Bill Gates.
nó còn có phước hơn nữa. Nếu mà hai người không có tội hết, vẫn là hai cái cô hồn các đảng làm bạn chung bên cõi kia đó, thằng tỷ phú với cái thằng homeless làm bạn chung á. Nhưng mà thằng homeless nó dễ sống hơn, là vì tao bụi đời quen rồi, hôm nay tao bụi đời mày, còn mày sống nhà cao cửa rộng qua đây mày khó sống lắm. Mày phải theo tao để đi ăn dụng trong mấy cái nhà bếp, đi ăn dụng trong mấy cái nhà hàng. Cho nên ban đêm á, mấy con mạng đừng có gõ mỏ gõ đũa, nó ngoài cửa sổ nó ngó vô nó ăn không được nó tức, nó làm cho vợ chồng gây lộn mà quýnh nhau trên bàn ăn nữa, nhiều khi chén bay dâu 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 có nữa đó. Thường thường chúng ta gây lộn trên bữa ăn nhiều là do cái tâm chúng ta không có vững, rồi mấy cái vong linh nó khiến vô, thì đó là sự thật. Thằng tỷ phú với thằng homeless khi rời khỏi thế gian này đều giống nhau, nhưng mà thằng homeless lại nó quen rồi. Cũng giống như bây giờ con đưa một thằng con nhà giàu xuống ngủ bụi cũng qua đêm, cũng cùng cái sleeping bed đó, thằng homeless cũng cùng cái sleeping bed đó, ngày mai bảo đảm thằng nhà giàu nó bị bệnh liền đó. Bị trúng gió. Thằng homeless tao quen rồi, trời ơi bữa tao ngủ không có sleeping bed tao cũng lạnh, tao chịu nổi, còn mày không chịu nổi. Còn mày ăn sang quen rồi, bây giờ mày thành ma, mày đói mày chịu không có nổi. Cho nên tại sao Michael Jackson chết á, người ta vẫn thấy cái bóng của nó đi trong cái biệt thự nó đó. Rồi bây giờ ở dưới địa ngục á, mà mỗi lần nó bị ôm cục đồng, bị tra tấn, rồi bị mấy quỷ sắt, rồi mấy quỷ già so rồi đến để mà trị tội nó đó. Trên thế gian mà ai kẹ bản là chết biết được. Là ở dưới nó đau đớn một cái. À mà mỗi ngày con biết bao nhiêu người cá chết biết được. Cho nên khi ở thế gian mà con nói một cái lời gì hay con làm cái gì mà hậu thế mà lưu truyền á đúng thì con có đại phước ở cõi kia, mà con làm gì mà sai á là con cũng bị tội thêm á. Đó là lý do tại sao là ở Việt Nam á người ta thờ hình quỷ á, mỗi ngày ta lại chừng nào ổng đi sâu chừng đó. Chứ hồi xưa tới giờ ngoài sư phụ nói ra không có kinh nào nói có 18 tầng địa ngục. Sư phụ là người duy nhất nói trên thế giới có cả ngàn tầng địa ngục, chứ không phải 18 tầng nha, có ngàn tầng. Mà đi càng sâu thì càng khó trở về trở lên. Mày sống địa ngục khổ đấy, nó tối tăm. Mà khổ con cái là cái trí nhớ của mình nó nhớ hết, nhớ thời vàng son, nhớ thời lúc mình còn là mang thân người oai phong lẫm liệt, chỉ ngón tay một cái là người ta chạy có cào đủ không nhớ hết á, chứ không phải là không nhớ đâu. Giảng sanh không có thật với người thường, có thật với những vị Bồ Tát có nguyện lực. Giảng sanh không có phải là về cõi A Di Đà khi mà cái khuôn mặt hồng hào hay là che đầu ấm, mà chỉ là về cõi Tứ Thiên Vương. Còn cái chuyện mà ai về đâu á, là do cái vị đó đã từ đâu tới. Một vị Phật từ ở nơi cõi A Di Đà tới thì ổng về cõi đó. Còn người như là anh của sư phụ, ổng cũng là một vị lớn đó, nhưng mà không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, thì ổng cũng cái hình thức chết cũng biết trước, cũng làm vậy là trong gia đình chứ không mà là ổng chỉ về cõi Tứ Thiên Vương thôi. Mà người thế gian mấy ông thầy mấy ổng tricky ngược lại, mấy ông làm giống như quảng cáo là thở number one vậy đó, hay là cho ta cho mấy người lớn tuổi mà ham, tại vì lòng tham muốn tu dễ thì là dính cháu hết. Càng muốn tu dễ, càng muốn mình chối bỏ cái thế gian này, là xuất thế gian này khổ quá, gia đình con cái cháu tôi anh chị em tôi làm tôi khổ, đời sống khổ. Rồi giờ có dây đà nó tắm ao sen, rồi cái con đường bằng hột sòn, giống như nãy thù nói á, trên trời mà thù quên mang theo cục hột sòn, nên xuống đây phải làm lợi sức mồ hôi mới xây được Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang. Lúc mà nhớ mình xuống đây mình khổ giống một cục trong túi lọt xuống, tại vì cái đường lộ nó là kim cương hộp sọn không à, không có đất ta chở, không có đá đậy trên nó, không có giá trị trên nó. Thì cũng y như chúng ta
thấy cái đời này vô thường giả dối mà chúng ta cứ nghĩ là thiệt là nó như vậy. Chỉ có linh hồn mà học được cái gì mới là thật, và linh hồn học cái gì xấu mới là thật. Học tốt là thật, học xấu là thật. Học xấu là chúng ta sẽ bị quỷ ma dạ so, và chúng ta sẽ đi vào một cái cảnh để mà cực hình trả lời cái đó. Giống như mấy con ông, mấy thằng đại gia bữa đó, tính nó mới về cho mộng kia đó, là mấy thằng đó nhà giàu ích kỷ, nó thành mấy con ông đi hút mập, đi ăn mấy cái đồ dơ, ăn mấy cái đồ này kia, ngửi mùi là tới. Thấy lòng tham á, đại gia chết thành ông. Còn cái người mà cái bạn mày á, bà có cái tâm chân thành á, bà sống chân thành chân tình với mọi người, cúng Phật giọt dầu bả thành Phật. Giống như bà chị dâu á, là Long nữ con của Ngài Long Dương á, lòng thành cúng Phật Thích Ca Viên Ngọc Bích thành Phật lúc 8 tuổi. Sư phụ có nói chuyện với chị mà. Thì tất cả đều là cái tâm của chúng ta thật chân thành bao nhiêu với cha với mẹ, và sự hiểu biết mình bao nhiêu con người khác con người, không phải là tiền bạc. Con người hơn con người là trí tuệ. Thiên tâm là bi trí dũng, là dạy cho tất cả các đại tư hội thiên khôn ra, sáng trí ra, để cho mình đừng có vấp phải những cái lỗi ở đời. Và những cái gì Kiệt nói trên mạng đều là từ những cái trí tuệ của các chư Phật dạy. Không có nói lời nào từ cái não, nói từ cái này nè. Nói từ trái tim. Nó mới thật. Sau này cái có mấy đệ tử ngăn rồi mấy đứa con biết làm cái này. Cái hồi xưa thụ đâu có biết xài điện thoại, cái gì cũng để nguyên si gửi lên. Cái bây giờ có nhiều đứa sư phụ có đâu có quay nữa. Bây giờ nhiều đứa quay, cái sư phụ quay làm gì? Sư phụ chỉ lấy của mấy đứa, sư phụ download xuống kênh sư phụ, sư phụ upload lên kênh Ngô Tấn Kiệt Official, kinh nhất là kênh của ngăn. Thì nó cắt nó làm gì để cho cái kiểu kỹ thuật thôi. Cái bà con nó trời cho anh Kiệt kỳ cỡ này biết cắt cái video nữa. Làm không có giống như hồi xưa. Nói thật sự xin lỗi vậy, cái này tôi lấy rồi đại tử tôi bỏ lên cho khỏe. Chứ mỗi lần mà thụ muốn quay á là phải chặt pin mấy cái đó, rồi đem điện thoại nó mệt lắm. Bây giờ đem có con cái khỏe, lấy của mấy con là dư sức rồi. Cho nên bây giờ có những cái lúc mà ngăn nó muốn làm kiểu gì làm, phải không? Thì Việt Nam tao đâu có biết, bây giờ trả lời luôn. Gửi kênh của sư phụ á, đông người coi quá. Hồi xưa mỗi lần sư phụ nói một ngày có mấy trăm nghìn người vô. Rồi cái thằng YouTube á, nó thấy như vậy cái nó bỏ quảng cáo vô. Mà mỗi tháng hiện bây giờ sư phụ phải trả 16 đô á. Mà nó cái sư phụ cầm lên nó hỏi sao tao đâu có muốn mày quảng cáo. Nó mày ở trên cái platform của tao, tức là mày ở trong cái sân chơi của tao, tao muốn làm gì tao làm. Hiện giờ YouTube nó nói vậy đó. Cái bây giờ nó bỏ quảng cáo vô kênh sư phụ làm cho tao hiểu lầm, sư phụ lấy tiền nữa. Trời, không có rảnh đâu mà lấy mấy cái tiền lẻ này. Cho nên bị hiểu lầm nhiều á. Thằng YouTube nó ngang tàng đó. Nó thấy mình đông người coi á, nó bỏ quảng cáo vô à. Rồi mình muốn là mình tiếp tục, không muốn thôi. Nhưng mà hiện bây giờ vẫn còn lấy 16 đô của sư phụ mỗi tháng mà vẫn quảng cáo trên kênh của sư phụ. Nãy giờ mình nói vòng vòng cũng mười mấy phút chuyện giảng sanh, còn chuyện gì nữa không có? Sư phụ cho hỏi sao con nằm con thấy con ấy với câu gốc cây đa chứ đâu gốc cây đa con thấy trời, ông trời thấp chủng vậy nè, mà ở dưới này bay bông qua bay lên mà con ấy với gốc cây đa bụi dưới mấy cái nhà luôn. Cứ con nhìn thấy đó, ông thọ thần quá ta, rồi thấp thấp người phải không? Bữa nay mặc cái áo giống thọ thần cây á. Mỗi cái cây trên 10 năm có một ông thần ở trong đó. Nhất là cây bự đều có. Hồi xưa hồi đi Việt Nam ngoài Vũ Hắc,
đi tới cái cây bự lắm, cái thằng đi chung trong đám nằm trong kiểu hữu tính đi theo hội á, tự nhiên cái hữu tính cả lắc vô cái nhảy trước mặt cái lại, tôi là thọ thần ở cây này chờ ngày 3.000 năm rồi, hôm nay ngày đến đây tôi biết ngày đến đây, tôi mừng quá, cái lại cái hộ dù quản hồn đâu có dám kêu nó hữu tính nữa. Vậy ngày tên gì? Ông nói tên tôi ở đây, tôi biết hôm nay giờ này ngài sẽ đi ngang cây này. Vậy ông chờ tôi để làm gì? Để mà siêu cho tôi. Thần cũng cần vô hộ siêu nữa. Ông dùng câu đó. Ủa tôi đâu biết làm gì đâu. Ngài là thiên tử. 10.000 năm tôi đã biết ngài sẽ trở lại để giúp nhân loại thời này. Bây giờ ông muốn tôi làm gì? Cái bắt đầu ông lấy cái bàn tay ông ra ông chỉ tay cho hộ là cái ấn á, cái ấn cho hộ có cha cho là có trên có 9 đầu rồng á, bằng cái cẩm thạch thì là khác, còn cái này cũng là cái ấn à, cái tay để đâu cái là cái, ông chỉ cái ông chỉ cái tay ông ịnh vô cái gốc cây, cái hộ lấy cái tay ịnh vô gốc cây trôi, ông mừng mà ông nhảy như là khỉ vậy, mà cái thằng đó đâu biết nhảy, hộ sợ nó gãy cổ. Vậy mà nhập vô nhảy chỗ mừng quá, cái lại cái sức ra à, cái ủa sao tôi nằm dưới đất vậy? Cái làm cả đám đi chung, lúc đó có sư mẫu nữa, bà cũng quán hồn, nhưng mà mình làm gì thì từ đó ổng thoát khỏi cái cây đó, ổng có thể đi về đâu không biết, thể về cõi trời không, nó có chuyện đó. Nếu mà ổng muốn làm người trở lại được không sư phụ? Cái phụ nghĩ là ông chờ cho phụ để giải thoát cho ông, thì ông bị một vị thần nào lớn lắm đó, nhốt vào trong cái cây đó, rồi ông cai quản ở vùng đó, giống như giờ ông hộ giờ ông cai quản tác xịt này cả 1.000 năm mấy trăm năm có ai biết đâu, đúng không? Bây giờ mấy con kháng ông, mấy con đốt nhang ông, thì ông được khuê địch à, được cha thương hơn nữa. We do something cũng giống như mấy con cũng là cõi trời xuống, biết sư phụ xuống đây để độ chúng sanh, mấy con nhảy dù theo hôm nay con làm mấy cái này cái kia, thì con về trời con sẽ quay phong cũng giống như một người Việt kiều về làng vậy đó. Nó y vậy ha, khi bỏ xác phàm này mấy con y như là đồ đó tụi bước đi không, sư phụ tôi xuống trần tôi về tôi phải lấy hoài mấy con tiên làm biến chẳng đó. Cũng y như Việt kiều mà đem về chừng 10.000 đô thôi, về làng quê đó là lẫm liệt rồi đúng không, y vậy đó. Đi tới nhà nào người ta cũng nấu canh chua cá kho cây mời ăn vậy. À, khỏe không em? Cậu của em đẹp quá. Người ta khen không mà không đi đâu chế. Nhưng mà qua chừng 2 tuần cái hết 10.000 cái bắt đầu. Cậu sao em ở đây lâu quá. Hết tiền lì xì hỏi là lâu. Cái đầu lớn xuống trần tí. Thì mình tán gì có gì không sư phụ? Thấy con là ông thần cây đa. Chứ hồi đi đâu mấy này biết. Đi bữa hổm những cái người mà gọi là linh căn á, họ không phải là người, họ chỉ mượn cái xác người á để mà họ diễn kiến cho hồ, để mà họ lại cho hồ thôi. Thì hồ đi đâu chỉ trên Thiên Long Sơn cả biết nhiêu người bị khóc lăn. Bữa bà kia đeo học xoàn cục bự bự không đi với ông thần, để mà gặp cho phụ với bị nhặt vô, mừng quá bà nằm dưới bà lại. Ông chồng cũng quản hồn, chứ hồ cũng quản hồn, có nhớ không? Làm cho hồ bị quế á. Mai là hiện giờ không có ai nhập á. Con đừng có vô nghe, hồ lên xe giọt liền á. Đừng có vô nghe. Cái ngồi ở đây là đâu có biết. Vô một cái là chạy em kịp á. Chứ không có sợ, mà sợ lên đây ta nói mình đồng bóng không biết không? Nhưng mà cái đó là chuyện tâm linh nó có thật. Người điện thoại mới nhìn cho hồ là mặc cái áo hiệu này phải không? Nhưng mà người mà nhập vô á, nhìn cái hộ mặc áo ông bảo á, họ nhìn được là thiên tử á, chứ không phải là cái mặt này. Cái mặt này so với bên kia cũng như là mình đang mặc cái áo vậy. Có nhiều người gặp cái hộ khóc là hộ. Nhiều lắm, Thiên Long Sơn gặp hoài đang ngồi. Tự nhiên á, Kiệt khỏe không Kiệt, chị Tiểu An này qua thăm.
vừa ngồi nói chuyện chị em mà cái lạnh không quên quên nhận ra mũi ta mình biết rồi, dùng cái chữ quên với mũi là mình biết rồi, cõi trên suốt nhận vô rồi. Trời ơi mũi xuống đây gặp quên mũi mừng quá. Đâu mình nhìn cái mặt đó là không có quen đâu mà có quen. Không biết. Nhưng mà khi mà cái thiên lý thần những cái gì đó đó họ khiến cái xác đó đến gặp sư phụ á, cái người đó không có control được. Cũng giống như cho 80% là tỉnh, 20% là phải mua vé. Rồi cứ nôn nức phải đi vậy đó. Họ cũng biết họ đi đâu nhưng mà phải về Thiên Long Sơn. Mười mấy năm nay quá trời. Vậy là các vị thần nó có sức ảnh hưởng cái mai của mình hả sư phụ? Có sức. Con ma ngoài đường nó còn có sức, không chỉ mấy vị thần đó. Chúng ta là những con kiến thì với những người siêu hình. Cho nên con làm gì làm á, đừng có bị mất lời hứa với người cõi âm hay là những vị thần. Ví dụ như Long nó làm gì á, lúc nào ngày nào cũng phải là đụng tới đất hay đụng tới cây hay cưa cây á, phải xin ông A Hộ á. Không là ông giận con là con mệt đó, thù cản không có nổi ông đâu. Chúng ta không có nên thất hứa với những người khuất mặt, không có nên thất hứa với những người thần thánh, và đồng thời chúng ta không có nên thất hứa với cha mẹ. Tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên định, mỗi ngày đứa nào đã đọc qua cuốn kinh rồi thì phải giữ cái lời hứa đó. Còn đứa nào mà không giữ thì nó sẽ có những cái chuyện. Tại vì nó là một cái agreement, một cái hợp đồng giữa đôi bên. Con thương cha thì cha thương con. Con một nạn nhân chìm xuồng lặn hộp giơ tay thì mấy cái fishing game, mấy anh cảnh sát biển đó, nó cứu. Rồi chúng ta lặn hợp cõi tao bà, chúng ta khấn trời khấn Phật thì Phật trời cứu chúng ta. Còn chúng ta mà còn chấp ngã mà không khấn, không chịu cúi đầu thì con nghĩ Phật trời có tự nhiên đưa con lên mông sen không vậy? Mày lì quá thì lấy cái khăn lao cái núi Cẩm Thạch, khi nào cái núi Cẩm Thạch nó bằng đi rồi thành Phật. Chúng ta phải tự nguyện, tự giác. Cho nên tất cả hội thiên ở hải ngoại hay trên thế giới, việc này chưa bao giờ đi hỏi một người nào luôn á. Ồ, con muốn theo đạo tôi không, theo Thiên Tâm không? Mấy đó con có thấy bây giờ sư phụ hỏi không? Người nào phải gặp sư phụ ba năm á, chưa nhận nữa. Và bây giờ mẹ cho nhận thoải mái, nhưng mà phải mở miệng ba lần. Một lần thì cũng chưa chắc nhận. Hoặc là đã giống như cái chị nãy ở Tiểu An cái gì đó, là chị đã từng Thiên Tâm lâu rồi, bà nói thật á. Thì đến đây cái duyên thì mình không có làm khó người ta thì sư phụ nhận thôi, chứ không phải mà không biết cái gì. Còn giống như nghe clip sư phụ biết rõ rồi thì cũng đã là ấy rồi, chứ còn completely mà không có hiểu gì hết sư phụ cũng không nhận. Nhiều người mà. Chứ không phải như mấy ông thầy, con quy với thầy đi, thầy đặt cho con là diệu gật. Con quy với thầy đặt cho con là quảng gù. Rồi đi theo hội thầy, rồi tu tập, rồi thay đổi tánh lớp. Con thay đổi đi, thầy khỏi cần phải thay đổi. Không phải giống mấy ông thầy mà đi kêu người ta. Không bao giờ kêu ai chứ. Quảng gù. Ở đây mát ngồi hoài thấy đã. Thời tiết bữa nay đẹp sao? Dòng sông nó cũng im.
sau này đỡ thiên tâm sẽ thống nhất cái địa cầu này. Khi Phật chia lại xuất hiện ngày lúc đó bắt đầu tới người ngoại quốc họ mới quản hộ, thì lúc đó sư phụ không có cơ hội ngồi ở đây với mấy con. Hôm nay sư phụ còn mấy chứng, còn là giống như tỷ phú không tiền, hoàng đế không ngai, đi lang thang. Nhưng mà sau này thì khó có gặp lắm con. Cái này cũng kỷ niệm đó. Khi mà sư tổ mà xuất hiện rồi, sư phụ chỉ đi theo sách vở cho sư tổ. Tụi con chạy theo sư phụ. Sư phụ theo sư tổ, tụi con theo sư phụ. Ông là Phật đó con. Đang lần Đức Thầy nói ta sẽ gặp con trên đất mẹ, con phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nhưng mà mỗi lần cơ trời sắp tới, cái sư phụ thấy giống như bữa Syria động đất á, rồi bữa nay Hamas nữa. Trời ơi, thấy người chết quá. Chuyện một đêm khuya đó, ngoài ca mấy ngoài bản đó đó, là thương mấy thằng Hamas. Chuyện một đêm khuya, tiếng nổ nổ vang trời rồi đó. Mỗi lần thắng là cái cơ trời nó đi giống như cái ghia đồng hồ á, nó có 5 kia. Mỗi lần mà một second đó là nó phải qua cái tour đó. Thì ở trên phải sắp xếp lại. Những gì có quyền năng giống chỉ có cha mới sắp xếp lại. Khi mình xin cái gì được á, nhưng mà nó sẽ chậm lại. Bữa giờ chậm lại cho nên bị cũng trễ. Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ chứng kiến ở một đời này hết. Từ khổ nhân hôm nay hiện giờ là bị cực quá khổ. Mỹ, Tàu, Nga, Âu Châu, nhất là Việt Nam, chúng ta quá khổ. Thì khi này sau này chúng ta sướng lên lại, chúng ta mới hiểu được đá và vàng. Chúng ta mới biết được cái gì thật và giả. Còn bây giờ á, là người ta đa số chạy theo cái giả cho là thật, theo cái hình hình tướng, tức là màu sắc với âm thanh, mà trong đó là sư kinh Phật cũng có nói mà họ không có nghe. Rồi ma dương nó đã thực hiện được lời nguyền của nó để phá đạo nát hết. Hôm nay có một mình sư phụ cầm một cái đuốc, mà đốt cái vô minh của ba địa cầu, mà đốt cái trượt đó. Nó chỉ cháy được có một góc thôi, nhưng mà có những góc khác làm sao. Thì hôm nay ở nơi kia là mỗi đứa họ thiên đều có bổn phận phải độ chúng sanh, phải làm đuốc ra nhiều. Thì giống như quá trời mũi kinh kỉnh đúng không, nó bu cái quả địa cầu đen thui, thì nhiều người cầm đuốc thì nó mới sáng lên cái quả địa cầu, thì lúc đó chúng ta mới hết nạn. Cái đầu của con người mà phấn khởi vui vẻ, người ta không có hăng máu để mà tính toán xâm chiếm nước này nước kia. Tại vì con người chúng ta đói với khổ, chúng ta mới nghĩ chuyện đi đánh lộn. Chứ còn vui sướng ai mà người rảnh đâu mà đi đánh lộn. Bây giờ mấy hàng chùm khăn bệnh nó sống trên sa mạc với cát, sống như con chuột vậy đó. Con thấy nó ăn khổ không? Mặc đồ, rồi đường thì bụi, rồi nhà thì tường cũ rồi. Rồi bên Trung Cộng hay bên Nga cũng vậy. Sau này cái thời vàng kim nước nào cũng sung sướng, không có ai mà rảnh mà đi suy nghĩ đến chuyện mà chế vũ khí nữa. Chỉ có Phật xuất hiện mới nói chuyện họ nghe. Nhưng mà khi mà Phật xuất hiện, nó phải đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Có nghĩa là cái trái đất này không có nước nào nói nước nào nghe. Liên Hiệp Quốc, NATO dẹp bua, Trung Cộng, Nga dẹp hết. Tức là mạnh ai nó làm hết. Bây giờ con thấy là Nga bây giờ nó lấy ra hết những cái hiệp ước nguyên tử. Trung Cộng bây giờ nó gã chất độc qua Mỹ, cái chất fentanyl gì đó. Một năm nó giết mấy trăm nghìn người. Rồi nó đưa Việt Nam mình, nó giết cái thế hệ trẻ của mình biết nhiêu. Cũng có đâu ai làm gì đó, nó chặn biết nhiêu con đập. Cái đó là của thế giới, cái nước, cái nguồn nước là của chung. Vậy nó muốn làm gì mình nó làm. Không ai có gọi là cường quốc hết. Trung Cộng thì muốn chiếm độc bá quả địa cầu này. Mỹ thì nhất định không để cho mày chiếm cái địa vị này. Cho nên thế nào Mỹ nó dàn xếp được mấy chùm khăn rồi á, nó cũng bụp á.
cái hữu hình với cái vô vi nó đi song song. Thì chúng ta sẽ có một ngày thái bình, ngày gọi là ngày của Phật Di Lặc, mùa xuân của Phật Di Lặc. Đó là mùa xuân năm nay dân sẽ hò. Dân chỉ cần hò thôi. Cậu thẻ đảng nó bỏ, nó giục ngoài đường, sao sẽ rụng đầy đường. Sao á? Sao vàng bán đỏ lần đầu nay mai thôi đó. Nhưng mà phải chờ dân hò, rồi Đức Thầy xuất hiện thì sư phụ mới về được. Con nó trường tiếu dân ho đói quá phải ho chứ. Nhưng mà cái thế hệ trẻ bản giờ nó nhu nhược lắm, nó yếu hèn lắm, tại vì giống như khủng bố tinh thần quá, nhồi sọ gần 50 năm rồi đâu còn bi chí dũng nữa. Xưa đâu có hiểu gì, bữa nay hiểu được chút chút. Bớt chửi hải ngoại chúng ta là bao quẹ rồi. Bớt rồi. Tôi giải thích cái bao quẹ là gì rồi mà. Mày chửi đi. Mai mốt khi mà cái lá cờ này mà bay khắp cả khắp miền Bắc tới Nam á, lúc đó mày còn chửi không? Người nào chửi cũng thấy hổ thẹn đó. Thì nó kinh tế mà viện trợ vô mà. Ở một cái thời này mà có Phật Thánh Tiên hạ phàm vô nước Việt, trên cho phụ ra nói kiểu này á, mà họ cũng vẫn chơi chờ. Họ biết tin nhưng mà không có tin hết, tin phân nửa hay tin 60% thôi. Anh nói gì cũng trúng á, năm nay nói gì cũng trúng á. Nói 100 quay lại, 100 quay lại. Nói chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông, hôm nay đúng rồi, khởi xướng từ Trung Đông. Rồi anh nói nhân loại chết nhiều, nói trúng. Anh nói 40 cây số của xe tăng nghe bị đông lạnh trúng. Anh nói Việt Nam ngày mai có Covid, Việt Nam có Covid trúng. Anh nói ngày mốt Việt Nam hết Covid trúng. Anh nói tiền của Việt Nam thành tiền giấy hôm nay cũng trúng. Cậu nói gì không trúng, từ chi tiết. Hôm nay anh nói Việt Nam dân sẽ ho, giờ tôi chưa thấy ai ho. Cũng có ho là rai rồi đó. Ho đứa nào giờ đem chôn sống đứa đó rồi. Nhưng mà ho cùng một lượt kìa, nó khác. Còn ho lẻ tẻ thì nó bắt hết trơn rồi. Thì cũng sắp sửa chút, mấy con coi nha. Người sư phụ nói đề dự trữ gạo lương thực. Bây giờ con thấy gạo lên bển dù dù không? Mà lên chỗ này có nghĩa là hiếm gạo. Mà lỡ như chiến tranh một cái, chỉ cần 3 ngày dân miền Nam mà miền Trung hay miền Bắc mà không có gạo đi, có phải đói không mà. Gạo chưa tới nhà, nó tới trước cửa thôi. Một cái nồi cơm chưa chín nên là tôi đói tôi chết rồi. Máu huyết của mình nó đâu có chờ được đâu. Nó thiếu một giây cũng không được. Hôm nay bao nhiêu bệnh, giống như bệnh ở Mỹ nè, tiểu đường, lọc máu, cao máu, đủ bệnh mà bệnh chưa chết á. Không có tiền có nghĩa là chết. Ở nhà uống nước Nam, uống bạc hà là chết. Cũng, có thấy không? Không tiền thì lên Sài Gòn ai đâu cứu mình. Có thấy cái quốc gia mình nó đi xuống cấp vậy đó. Uống nước Nam sao hết mấy cái đó. Uống để mà nuôi cái hy vọng còn sự sống. Tất cả nhân loại từ con kiến cho tới loài người chúng ta không ai muốn chết. Vì có đồng ý không? Yeah. Sống để mà cho đáng kiếp sống. Nhưng mà sống ở Việt Nam đâu có đáng kiếp sống. Đâu có đáng làm người. Sống ở Việt Nam để mà mong cho cái bao tử nó no thôi mà cũng không xong nữa. Chứ đừng nói mong kiếp sống. Hello. Khỏe không? Ngồi chơi đi. Thấy mặt nó vậy nó hiền lắm, đừng sợ. Hoàng ơi, mặt nó hiền không à? Hả? Hơi dễ chịu. Có người á,
chỉ cần một quốc gia nào cũng vậy, chỉ cần một người đàn ông đi làm có thể nuôi gia đình, có thể có cái nhà nuôi vợ nuôi con thôi. Nhưng Nam đâu có được cái mơ ước đó, chồng cũng có làm xói chán, vợ cũng xói chán, mà lại không có việc làm, đâu phải làm biến đâu. Rồi giống như mấy con ở Mỹ có phước, còn có dư vài ba trăm đi thẩm mỹ viện mà vũa neo và nhan sắc. Ở Việt Nam làm thì có tiền, cho nên về bển năm mấy đứa mà làm nhân công Bình Dương mai nữa, chỉ cần 30 tuổi thôi nhìn như bà già. Tại vì gái cần có mấy cái đó, không phải không, dưỡng da đồ, làm gì có cái dư để nghĩ như vậy. Con thấy làm muốn làm con người đàng hoàng cũng khó lắm, cái bao tử không no, cái nhan sắc thì thấy da nó héo mà cũng không có thuốc để sức, thì làm gì có giờ để đọc kinh Thiên Tâm, hiểu Thiên Tâm không có. Mình ở Mỹ này á, mình phải trân trọng ít nhất là cái quốc gia Hoa Kỳ này á. Tuy là nó có những cái mình không thích, nhưng mà thật sự nó cũng hơn nhiều lắm. Hơn nhiều quốc gia thế giới. Hồ cổ hay là biến nói. Tắt nè. Nãy ông được. Rồi tắt dù nói chuyện được, phải có người hỏi kìa. Sao? Có gì hỏi không? Ở đâu tới? Tên gì? Đeo quá trời đeo. Thấy đâu nói đó. Không phải mấy ông thầy Việt Nam hay mấy thầy Tây Tạng hay là bất cứ niệm gì thầy nào không có tránh phải. Cho mình cái gì đeo là mình cứ lấy, mình đeo là mình mật luôn. Ông sơn tầm bậy tầm bại vô á, đeo vô là để mấy ổng chỉ muốn lấy cảm mến mấy ổng mà để mấy ổng tạo phè đó, biết không? Tại vì những gì thầy giỏi người ta đều có buồn ngã trong đó, không phải ai mình muốn đeo gì mình đeo đâu. Giờ có ai trên thế giới này chơi đồ cổ đồ thế này nọ mà sống thọ không? Tất cả những đồ đá đồ cổ đều có vong linh nhặt vô hết. Cẩn thận mấy cái đó. Không phải mình muốn đi Việt Nam mình mua đồ cổ nào của người nào ngàn năm, hai ngàn năm. Mấy thằng chơi đồ cổ không có nào mà không thấy già tóc bạc. Để nó đi. Này là có muối không? Chị có muốn hỏi cho phụ? Hỏi đi. Biết mình là biết mình như thế nào mà nhận, có hiểu mình là ai không? Ngồi đàng hoàng đi, đừng có quỳ quỳ coi hả? Thôi à, có hiểu không? Cái mặt nó dễ thương lắm nha. Cô tiên, mấy cô tiên xuống trần đi lạc lẫm trong mắt sư phụ. Mấy cô tiên mà xuống trần lạc cũng giống như mấy chim á, mà chiều nó lạc nó ké mà kêu mà tìm bày á, nó lạc đàn. Ờ lạc đàn á, tội lắm. Mà nhiều bữa đang mưa mà trời tối nữa, sư phụ nhìn thấy mấy đứa con có nhiều đứa giống y như vậy á, thì muốn nhập đàn phải không, muốn làm con của ông trời phải không? Lại đây dễ. Con này không có duyên rồi đó. Chim bẻ bảy thôi. Con ông trời mình có hobby chí dũng các bạn. Con tên gì? Con tên là Thiên Anh Khoa. Hả? Thiên Anh Khoa. Rồi gắn tu tập nha. Chị. Nó đâu? Đưa hình ở đây.
Đây có mấy đứa con xin số phone. Mấy đứa con của ông trời. Oh, thằng này hả? Này là đại tử của sư phụ nè. Chứ nó phải gặp sư phụ. Tên gì vậy? Ông Khao tự bây giờ nó chưa có hiểu. Nó tên gì vậy chị? Thiên Vân Linh. Bé à? Dạ. Dạ, con cảm ơn. Rồi, có một đệ tử mới nhận ngay tại Thiên Long Giang. Khách em số phone, khách Thiên Long Giang. Tên gì? Hả? Nguyễn Thị Bích Nguyệt. Nguyễn Thị Bích Nguyệt chưa cho sư phụ cái đồng hồ này cho không? Có Telegram rồi. Đây, cởi ra. Trời ơi, đệ tử này sợp nghe. Đúng là buông bỏ rồi đó. Xin cái đồng hồ Rolex là cho liền. Đã. Công nhận là đúng là muốn làm con của ông trời buông bỏ. Còn con son này tính sao? Trời luôn. Trời ơi, gió tay. Mình xe mình mua được 10 cái xe bên ngoài kia không đi vô rồi. Rồi. À, con về đẳng đây cho, con đứng đây làm gì? Con tên là... Quên, là tên là... Thiên Bích Nguyệt. Để có Thiên Bích Nguyệt tặng sư hữu cục hộp sòn với cái đồng hồ Rolex. Wow. Mình được nhiều con viên đó. Rồi, còn Thái này đỡ lại. Bye bye. Cái đó được 5 cái cabin. Được sư phụ đeo sướng quá. Rồi đủ điển rồi, thôi trả lại con nghiệp. Rồi chứ đem cho có điển cho thôi con. Tên gì? Con đeo cái dấu này như bữa nó nào làm ta? Ở bên Cali á chị. À, gì á? Bên Cali á. Cái gì? Thiên Kim Bản. Kim Bản đúng rồi. Ở này có Thiên Kim Bản làm, ủa sao lọt tới đây dữ vậy? Kim Bản gửi qua con mang về mới. Thiên Kim Bản. Con mang về đây bữa kia rồi mới. Thiên Kim Bản, Thiên Kim Bản, cái dấu của con nó lọt qua tới Houston nè con. Thôi có mấy đứa đệ tử ruột dễ thương lắm. Trời ơi tối ngày hai chồng cứ khắc với làm này. Mở làm từ cá rồi nó đi nó gửi. Này có Thiên Kim Bản. Quý lắm á. Kim Bản nó đang gửi qua cho con thêm để con để ở Thiên Long Giang cho mọi người tới thỉnh sư phụ. Tên gì? Rồi nè nè. Rồi con cảm ơn Thiên Kim Bản này con mới có dấu này đeo. Rồi có nhiều đệ tử khắp nước Mỹ á. Này của một đứa đệ tử tên là Thiên Kim Bản thì phụ nhớ nó làm này mà. Rồi. Tên gì? Thiên Lâm. Thiên Lâm đấy. Tên gì? Tân hả? Mày ngầu quá. Chim hiền, chim non về cứu nước nha. Sư phụ có hai nhiệm vụ, cha sai xuống trà. Đó là lập đạo và an bang tái thế. Tên gì? Tên gì? Dạ con Võ Minh Lâm. Hả? Võ Minh Lâm. Thiên Minh Lâm rồi. Tên gì? Danh Thị Hủy. Thiên Thị Hủy. Thiên Thị Hủy. Nó còn còn Mill Bristol không vậy? Dạ, cho đệ tử này uống. Tại tối cũng không được, nổi mụn gan đang bị yếu á.
Con mà về Thiên Long Sơn con sẽ cái mặt con đẹp lừa gái lên liền, láng cỏ. Là ở đây hả? Thiên Long Sơn, ở bên Cali. À, ở bên Cali. Nhưng mà tại bây giờ bộ không có thuốc đó. Con về đẳng rồi. Ở nhà em còn một bịch. Con xin cho. Bịch uống đâu có đủ. Con xin sư phụ hai đứa con nó có. Vô lên đây. Năm điện kia nghỉ dẫn nha. Cái người mẹ mà thương cho con rồi tối ngủ không được, mặt mũi mụn kiểu đó mà không có lo nhan sắc của mình mà lo cho con là người mẹ này, người mẹ tốt. Có mấy người mẹ ích kỷ tối ngày cứ lo mua bóp, mua đồ xịn đi chơi không mà bỏ con. Thế biết rồi thôi. Đúng rồi, nhìn mặt là biết. Đó là con nghĩ là thơm mà ngủ. Hả? Con nghĩ cái đó là tốt hay xấu? Quên. Tốt thì cũng tốt một phần. Tốt là tốt mặt đời, nhưng mà thôi sẵn đây thôi giải thích. Đó là ngu. Thôi đã nói nhiều cái clip cũ. Bây giờ con thằng dưới thằng theo nó đưa 100 triệu qua Mỹ cho cái thằng con của nó, mà thằng đó mà cốt con chuột con trồn á, nó không có đủ phước để giữ 100 tỷ đó, nó cũng làm sạch đó. Khi mình chết cái thằng hồn mình là riêng với nhau, mình phải tự lo cái thằng hồn mình là một phần, và mình thương con mình quá chưa chắc là nó nên người nữa. Nên thằng hồn chúng ta xuống đây gieo duyên thế gian chỉ là tạm bợ. Cả con của xác phàm này có một đứa, mỗi lần mà nó không có nghe lời sư phụ phải nói chuyện với cha, nói chuyện với mẹ thẳng, cha la liền. Nó sống ở Mỹ, con phải để cho nó giống kiểu Mỹ. Tại nó thích mấy thằng Mỹ, phụ thích nó lấy chồng Việt Nam không biết. Đại khái là mình không có ý được. Nhưng mà cái luật nhân quả, người nào hồn nào ra hồn đó, ai ra người đó. Về trời chúng ta không có thể tu dùm cho người khác. Cái công đức của chúng ta là của chúng ta, giống như cái social number là của người nào người đó. Cho nên mình lo đến một cái độ nào là coi như là bổn phận xong. Chúng ta phải lo tu để mà lo cho chúng ta phải đi về trời. Rồi, tên gì? Ông Hoàng á, Thiên Hoàng. Con này dễ thương quá vậy. Chó đi tu đi, cạo đầu cho nó cái áo cà sa nhỏ nhỏ. Mặt dễ thương quá. Mà chừng đụng cái điện thoại cho lưng. Anh đi. Chúng ta thấy đi. Thiên Lý không? Thái. À, Thiên Thái. Thái Thái Lý. Bây giờ có cái mấy con ở đây á, là nó có Thiên Long Giang nào dẫn tụi nó vô à, đây. Em không quan chiên cái con. Dẫn nó vô đây. Dẫn nó vô đây đốt nhang rồi chơi trong này. Chơi trong này á, có mấy chư thiên, cái mảnh đất này thánh địa. Không phải mảnh đất thường. Khi mà con, khi mà sư phụ mà lập cái này á, thì những đứa con của họ Thiên á, là biết vô đây là an toàn và đất này có đất thánh, có những gì gia hộ. Nó khác hơn những cái khu shopping sang trọng hay là đẹp đẽ khác. Thì sư phụ có biết, tuy nó đơn sơ nhưng mà nó không có đơn sơ về mặt tâm linh. Mục đích chúng ta đi shopping, đi mua sắm, mua game cũng là để cho vui đúng không? Vô đây á, cái nguồn vui nó không phải như vậy, mà cái nguồn vui nó từ ở trong nó đi ra, hỷ lạc. Cho nên sư phụ bảo đảm ai mà ở ngoài Houston vô đây là sẽ có cái hỷ lạc trong người. Mà cái hỷ lạc trong người là cái nguồn vui thật sự. Còn cái nguồn vui đi vô shopping hay mua game đó là cái bé tạm thời thôi. Nó được khoảng khắc nào thời gian ngắn thôi. Cho nên đi vô đây thắp cây nhang cho cha mẹ ở đây, cho ông Sơn Thận nè. Mình ở lại đen mới được. Được, con kéo mô hôm vô đi. Không, đen cái bùng đen treo ngủ. Đây nè, được. Con hơn lòng anh cho bộ qua rảnh đây nhưng mà con thì ok. Con lòng quản lý đây. Này tính tối đi chơi với mấy ông thằng à. Giờ mấy ông dẫn đi vòng vòng chơi. Không đi được cái phước đó. Nhớ là như mấy lần trước á,
lúc mà sư phụ vừa cúng mà Edwin ông ngồi thiền á, trời ông thấy hết muôn tướng của ông và của ông Ma Hồ á, bỏ ông đưa cái mặt cười chào á, quá trời đông luôn, hỏi ông Edwin đi, mình nhớ không? Cho nên mình bước vô đây á là mình đã làm bạn với mấy vị rồi, mấy con đi mảnh đất khác không có chuyện đó nghe, trong đó mấy con đi những mảnh đất mà sang trọng những người khác á, nó đâu phải là thánh địa đâu, nó đâu có phải là thượng đế đã ấn chứng cái mảnh đất này để cho chúng ta đâu. Là tự về chúng ta có phước, dân Houston mới có mảnh đất này. Còn những cái mảnh đất khác vô là free zone, nghĩa là zombie hay là đủ trên đó. Ồ, chưa nói chuyện xong con tới. Ok, còn con cần gì? Rồi, 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 tên gì? Nguyễn Công Thành trước. Nguyễn Công Thành mới nghe Thành mới và ông này ở đâu? Ông này ông chồng ông bị ung thư đó. Mà ông đâu rồi? Ông ở nhà nha, ông đi không nổi, mà ông bị như đi căng qua xương, qua bên cái lưng não rồi. Ông cứu không có nổi, tại ông phải tu rồi thì hồi mới cứu. Rồi chỉ cho một chút tha lực, nhưng mà tự lực của mình phải có. Bữa ông đi núi Thiên Sơn sư phụ có dễ ông á. Rồi ông về á, rồi con có như nhà sư phụ thắng. Thắng thì bữa nay thấy ông đỡ, ông ăn được. Bữa nay thì không còn uống thuốc hay dụng đau nữa, mà ông đi được, không ăn được. Ông đỡ hơn á sư phụ. Thì sư phụ chỉ cho chút thuốc tê vậy thôi. Thuốc tê cũng tàn đó nghe. Ông cũng tin sư phụ dữ lắm, ông nghe cái. Ủa, bây giờ ông thư nằm trên giường rồi, không tin cũng không được. Có hơn không? Tin khỉ này đi, qua mai được sống. Nhưng mà đừng có ỷ quá, cũng phải tự lực nữa. Rồi mấy vị, rồi sư phụ, sư phụ thuộc dạng chiếc thân nha. Phụ mà nằm xuống á, là cái ngàn thằng thái tử nó bay tùm lum á, ai mà kêu chúng ta nó thích là đi tới đó. Sư phụ không phải là người thường, một cái hồn đó, nhiều hồn lắm. Gõ đâu có được, rồi muốn sao? Nó bị sao mà nó ngủ không được sư phụ, đêm nó ngủ không được mà nó ăn cũng không được luôn á. À, đang bị có ma địch cua. Tức là muốn cướp nhỏ này rồi có ma được. Mà bữa nào nó có chồng, nó có lễ chồng, mà vì hai vợ chồng nó ngủ thì nhìn tối. Là biết rồi, nhưng dạ. Mà có ma được. Dạ, nó ngủ nó thấy cứ thấy, thấy nhìn là biết rồi, khỏi làm nói có ma được. Thì ma nó cũng đâu có xài tiền của mình đâu. Còn mà lấy một chồng thế gian nhiều khi nó chia tài sản 50-50 mệt. Có một chồng ma đỡ hơn là chồng thiệt. Nó ăn nhậu không chết rồi, nữa. Còn khi chồng ma nó còn đi hộ mình khỏi phải tốn tiền ly dị hay đẻ con. Đám họ hai đứa đám họ ở với nhà rồi. Một đứa thằng kia ngủ thấy người khác nằm. Rồi con này ngủ thấy người khác nằm. Vậy đó mà hai đứa luôn. Nó nhìn bản con ngồi dạ. Đừng chọc cho phụ nói mấy này trên mạng kỳ đó. Nhìn là biết thấy có mà được. Không sao yêu vậy. Mặt này là biết lì, không có tin trời tin Phật. Dạ. Dạ, cô về đi cô. Máy nó quay phim tùm lum. Lấy chồng mà đỡ xếp bà lót mới này đỡ tốn nhiều tiền. Cái chồng thiệt không, nó đi nhậu về đó không? Đồ đi vậy. Còn chồng ma lo lo ban đêm chỉ hung hít nó có một chút. Cũng phê phê nữa đó. Có. À, giữa người ấm người dương mình á, nó có cái đó. Nó cũng như thiệt vậy đó. Chỉ có một cái là nó cứ làm cho mình sặc sùi tối ngày là ở sao ở đây lọt đây hay vậy đó. Dạ con mới tới. Sùi hấp về bển rồi con mới qua hả? Lên đây ngồi đi. Ngõ ta. Rồi có cách nào cho ông ma nó đi không sư phụ? Gặp sư phụ mới hết. Đừng nói giận tới không. Ma sư phụ về. Muốn hết à. Dẫn về Thiên Long Sơn mới hết. Hello ông. Hôm qua nào vậy? Sáng nay sư phụ. Trời ơi, bữa giờ có từng lễ không tới. Có duyên ngồi đây cũng đông mà và chơi thằng tính dẫn thầy chàng với anh thường tôi biết chỗ này đó cũng thành một buổi nói chuyện nữa.
Làm ô và tham quá vậy. Con là nhiều lần lắm rồi, bữa nay mới gặp được sư phụ. Mấy lần trước con canh mà không gặp. Gặp chán không? Dạ không gặp, không mừng mà. Thấy trong hình như thấy ngoài thấy gì sao? Dạ, thấy giống. Hả? Thấy giống. Thấy giống. Con phải về lo cho bản thân con nha. Tại mỗi đứa nó có phước riêng. Con có muốn nó nghèo á, mà cái số nó giàu á, con không có, nó không thể nghèo được. Còn mà con có để hết tài sản cho nó mà số nó nghèo, con cho bao nhiêu nó cũng nghèo. Chứ số nó mà là Atola đầu thai, con muốn nó thành Phật nó cũng khó một đời này lắm. Cho nên mỗi người có cái số, mình chỉ hướng cho nó, mình gieo duyên cho nó thôi. Bản thân mình phải lo. Cái tối ngày mình cứ tranh giành, rồi mình tạo nghiệp để mình lấy quyền lợi cho nó. Thì cái nghiệp đó ai lãnh? Mình lãnh á. Sân thi người này người kia tranh giành đồng này cắt nọ để mang về lo cho nó. Rồi cuối cùng là mình là người lãnh nghiệp á, hiểu không? Tu dạy không phải là mình ích kỷ với con, mình đã hết bổn phận rồi. Trừ khi một đứa con nít từ 1 tới 14 tuổi nó làm lỗi, cha mẹ lãnh cái nghiệp ở cõi vô vi. Trên 14 tuổi cha mẹ không có lãnh nghiệp, không có lãnh tội cõi vô vi. Các bạn nhớ cái này, không có thầy nào nói mà trên dạy cho bụng vậy đó. 1 tới 14 tuổi mà con làm hư, nó có thể nó giết con chuột, nó giết con rắn hay nó giết con ruồi con muỗi, cha mẹ lãnh cái nghiệp tại nó không có biết. Mà khi mình dạy nó thì nó sẽ không có cái đó. Mà trên 14 tuổi mà nó giết con ruồi con muỗi, nó bị tội. Nhớ cái luật đó. Ở bên vô vi, cõi vô vi á. Còn cõi thế gian thì như 18 tuổi phải không? Dạ. Yeah. Bác này có phước. Hôm nay ngồi gặp được cái này, giờ này là có phước. Từ khi đi ra đi, bỏ lại cái xác phàm, cái lại gia thức, sẽ còn thương cho phụ nhiều hơn là hiện giờ đang ngồi nữa. Thì lúc đó nó cứ quơ, cứ kêu, cứ hú. Lòng từ bi này sao nỡ bỏ. Họ đưa về trời khỏe nhất. Mấy người già gặp sư phụ là họ có phước. Tại cái lại thức họ sẽ nhớ. Thì lúc đó cần đứng nhiệt, sư phụ cứu cũng dễ. Còn người xấu mà đang bệnh, mấy đệ tử này nè, thấy nè, sư phụ con bị ung thư, con sắp đi mổ. Mỗi lần tới đâu thì nhắn tới đó, thì sư phụ kháng cái đó. Thì cái transaction của lúc đó thì mấy vị hộ pháp á sẽ đến giúp lúc đó. Bây giờ mới hết bệnh rồi đó. Nhưng mà đến cho phụ chủ yếu là về trời học đạo, chứ không phải để mà trị bệnh rồi cái tiếp tục mạnh khỏe rồi cái cứ giống như ngày xưa nữa. Mình phải quy cha mẹ. Đệ tử ngồi đó đợi nón. Sao rồi đứa con gái này rồi? Giờ nó tỉnh lại chưa? Nó còn cuốn như con vậy đó, mà đứa trẻ nó ngoan lắm. Ngoan lại hả? Thế giờ cỡ này con bớt than thở là biết có hiệu quả. Con rất là cảm ơn sư phụ, con muốn kể cho sư phụ nghe là con có kinh mà người ta hết bị ung thư á. Liền theo luôn á. Con bữa đó con nắm tay cổ á. Chủ yếu là con tới đó là con mua cái tiệm. Nhưng mà con thấy cổ quằn quại muốn chết á. Cái con nắm tay con đọc kinh cái chiều xong cổ khỏe. Cổ khỏe xong cái cổ cắn là con á. Cắn sao? Kiểu như là không khỏe mạnh. Cái người này được Trung Đông á sư phụ. Ừ. Có hình của cổ nữa. Cổ là người Mỹ. Ừ. Rồi không phải là một mình cổ mà cổ cảm nhận là cổ cả gia đình lại là chuẩn bị cổ chết á. Ừ. Rồi cái con đọc kinh cái cổ đêm đó cổ khỏe lại. Tự nhiên con nắm tay cổ con đọc kinh mà cổ ngồi với con tiếng rưỡi luôn. Rồi cổ nói cổ sao tự nhiên em khỏe quá rồi em ở được. Em không còn cái gì hết trơn. Cái xong cái
con hứa với cổ 3 ngày là cho một tuần lễ là cho con gặp cái lên lo là con mua cái tiệm, có tiệm cái cổ không có chịu cái khẽ lại cái thay đổi không chịu bán mà biểu con phải đưa tiền liền, mà trong khi con chưa có gặp lên lo là sao biết con cho con mướn. Mà cái con có hình nữa nè sư phụ, người đó là người Trung Đông á. Trung là Trung Đông hay là Á Đông hay là người Mỹ Việt, Đông whatever. Mẹ Việt Nam mà người Trung Đông mà vừa xong vậy là cái họ. Thì cái kinh mà của Thiên Tâm mà đọc lên á là những gì Phật, những gì hộ pháp trong kinh tới. Yeah. Chúng ta ở thế gian này 8 tỷ người phân biệt đủ kiểu sắc dân, nhưng mà trên kia là một à. Cho nên được mấy vị cứu là nhờ những cái gì thần lực trong kinh đó. Vừa một tuần nguyên một gia đình ở đó rồi cái con không biết gì, con nói thôi bây giờ tôi chỉ biết như vậy, tôi nói đại nha. Là mua 12 bông, 12 trái cây ra ngoài cúng rồi. 3 ngày sau cũng con lại nó không cúng theo luôn. Mà cổ cũng họ nghe, chồng thì người Mỹ. Mà đọc cả nhà đều chốt hết mà có mình cổ mà đọc với con. Mà bây giờ là khỏe mạnh rồi. Nhưng mà bữa đó con lấy cái nón này nè, của sư phụ ấn cho con cái dấu. Cái con thấy cổ vậy con cho cái sao con thấy con liên lạc với cổ không trả lời, cái con trở lại nhà con lấy lại cái nón. Cho rồi sao lấy lại chi? Hả? Sao cho rồi đi lấy lại? Dạ. Thì sợ không biết cổ sư phụ cho mình đi cho vậy có tội. Đâu có sao đâu. Như bữa đó con cho chiếc vòng nữa, sư phụ cho con kỳ đi Thái Lan á. Con thấy cổ bịch, nói chung mà con thấy cổ vậy con cho đại. Thì con lại con lấy lại, coi chị muốn lấy lại hả? Nói vậy, cái gì của sư phụ cho chị mà chị cho em thì giờ chị em biết chỗ rồi. Ủa biết nói tiếng Việt hả? Dạ biết, mẹ thì người Việt Nam mà cha thì người Trung Đông. À. Sau khi cả gia đình chứng nhận hết á mà cuối cùng là cổ thấy cái tiệm ngon quá, con kêu thôi đi chữa bệnh đi, đi qua Thiên Long Sơn đi gặp sư phụ tôi đi là hết à. Tại con thấy cổ kỳ cục lắm. Vừa xong là đọc kinh là khỏe mạnh lại ha, rồi bắt đầu là khỏe mạnh rồi xong Abella. Trai quá. Là sự thật là nhiệm màu luôn á. Phải có màu nhiệm vậy mà chúng sanh vẫn còn lơ là. Và sư phụ nói chuyện của thế giới khủng khiếp mà không ai nói được. Vậy mà chúng sanh vẫn còn coi thường sư phụ. Con thấy họ bị cái gì? Vô minh. Cái vô minh là đâu có hiểu. Sư phụ giải thích rồi đó. Cái hàng mà cướp của giết người, nó chỉ bị tử hình thôi khi nó làm chuyện sai. Nhưng một đời này nó trả cái mạng nó là về. Nhưng mà cái người mà phạm thượng á, mà không nghe cái tiếng nói của ở trên á, người đó sẽ bị mất xác mất hồn. Và đồng thời nếu mà tội nhẹ hơn á, là đi hàng nhiều nghìn tỷ năm á, không được đầu thai làm người. Tại cái này là cái bài thi cuối cùng của cái thời mạt pháp mà. Cha cho nhân loại ngạ quỷ súc sanh thú tất cả các loài mở cổng địa ngục về cái cõi thế gian này để mà thi bài cuối mà không chịu thi nữa thì làm sao mà hết được, sao về trời được. Cho nên họ là hơn cái thằng đi giết người bị tử hình. Đại ngu hay không? Thế hồn kia là chỉ ngu có một, còn cái người mà không nghe được cái đài này á trên á là ngu một tỷ lần á. Một với 1 tỷ á con nhân lại đi. Còn ngu. Quên cổ đi con. Cái cháu của con nó ngộ quá sư phụ, nó gặp con nó cười lắm sư phụ. Mặt con nhìn là thích ít cười. Tại vì lớn tuổi cái này mà chạy xe BMW mà sport nữa, giống như giàu lắm vậy. Cỡ đó người ta chạy xe van đâu á. Chạy xe đó của mấy đứa nhỏ đi cua trai rồi đi cua gái rồi. Con nó tặng á chú phụ ơi, không mua đâu. Con tặng hả? Dạ. Xe đó ngầu á, xe con đâu rồi? Con rồi. Trai con nó tặng á chú phụ, thằng mà đi làm phi công á. Rồi con nói nếu mà con không mua mẹ gửi như Phi Nhung rồi sao rồi. Ok rồi, mấy đứa con muốn về, muốn đi chơi vòng vòng ở Hilton hay là muốn ngồi ai nữa? Đã nói chuyện cũng lâu rồi. 1 tiếng 20 phút rồi. Đi vòng vòng đi sư phụ.
Rồi đi vòng vòng nghe. Tạm biệt nha. Giao duyên viên lâm sàng nha. Cỡ luôn.